Những ngày qua, người dân và du khách khi đi tắm tại bãi biển Hòn Chong, Nha Trang đều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai ông Tây đứng bán dừa xiêm giải khát trên bãi tắm này. Với chiếc xe tải nhỏ, phần đuôi phía sau được cải tiến thành một quầy bán nước giải khát. Bên trong chất đầy những trái dừa xiêm cùng tấm biển viết bằng chữ Việt, dừa xiêm 15.000 đồng một trái. Chủ của quầy bán dừa này lại là một ông Tây đứng luôn tay dọn dẹp. Mỗi khi có khách gọi dừa, ông Tây tất bật cầm trái dừa ra chặt, sau đó bỏ thêm ống hút rồi đi giao cho khách đang ngồi thư giãn trên bãi tắm. Thú vị hơn là đến trưa chiều, một ông Tây khác cũng ra đây bán thai ca. Có lẽ hai ông Tây trên đều hùng vốn để bán chung một chiếc xe. Hình ảnh hai ông Tây bán dừa xiêm đã gây rất lạ mắt và tò mò cho người đi đường. Mỗi khi đi qua bãi tắm này, thắc mắc nhất chính là những du khách Tây nhìn thấy họ khi đi tắm biển nơi đây. Khi được hỏi tên cũng như quốc tịch, cả hai ông Tây bán dừa này đều không cho biết và họ cũng không muốn cho quay phim về việc làm của họ. Tuy nhiên, đây cũng được coi là nét độc đáo thêm vào bức tranh du lịch của Nha Trang với đầy đủ màu sắc